Rồi xin chào anh Hoàng, mình tiếp tục bàn phần 2 nha. Đây mỏ hàng mã số 9, nãy mình bán 7-8 mã vậy nè, thôi số 8 rồi 7 mã, giờ tới mã số tiếp, mã số 8 nha. Phần 2, một cái mỏ hàng 250 ngàn, mỏ hàng này chắc lớn á, trăm mấy 200W thì mà nó cũ, nó mất cái tay em rồi. Để mình coi watt nó đâu. Rồi bạn hạt Aco là cổ nè. Cái thép nó hơi rỉ rỉ nha, nhưng mà vẫn nóng bình thường nha. Cái mỏ đồng cũng còn đẹp nè. Quy cái mũi bự dần dần luôn. Cái này mình nghĩ cỡ 200W đó, 150 200W thì đó, 3 phân bề dài nè, 6 phân bề dày của món hàng là 5 ly. Mờ quá, nãy giờ mình đọc không ra luôn. 100V, số watt mất các bạn khoảng 150 200W nha, theo kinh nghiệm bán thường mình thấy vậy đó. Để nguyên cọng chì dài vô chạy hết luôn ha. Cái này để hàng đồ lớn hay như cọc bình hay gì, thiết bị gì lớn lớn á, dây đồng chắc phải bự to bằng chiếc đũa rồi mới hàng được nha, chứ còn dây nhỏ nhỏ không xài cái này. À, mình rút ra nó nóng lắm. Giá là mã số 23/8, mã số 8, 250, bán với hình thức chuyển khoản và chưa bao gồm phí ship. Mình bán với tin nhắn nha anh chị, các bạn thông cảm nha, tin nhắn nha. Điện thoại là mình đi xíu nữa mình đi ra ngoài đó rồi không có bắt máy được. Rồi con này 120 ngàn, mã số 9. Con này là con hồi gót hồi bữa mà không có dây á. Nói chung là mình không có dây, các bạn tha hỏi chi tiết quá, mình không có ấy. Với lại đồ mình đã sâu ở trên đây kỹ rồi, nó dày, tình trạng nó dày vậy thôi chứ bây giờ biết nói gì nữa. Đã quay clip lên đây rồi, anh bạn ưng ý như vậy thì mua thôi, chứ còn mình đâu có tráo đồ đâu mà sợ. Đừng có cắm lộn điện là không hư rồi, mình đó xài món hàng Nhật mình xài nhiều rồi, mình nói vậy thôi. Còn cắm đúng 100V là 105V đó, lại các bạn cắm 120 nhanh hư thôi. Này mã số 9 nha, 120 ngàn. Đó, bữa bán 100 ngàn, không có sợi dây, nay mình bỏ công mình đấu dây mình bán 120 rồi. Sợi dây chống cháy nè, phải không? Lượm sợi dây trong cái túi đó đó. À, chống cháy thiệt nè. Nó đút vô dây điện thường là nó xèo lên, bốc khói lên liền. Vậy này đút vô xe nhê. Chống vậy thôi chứ không phải là mình dí lâu quá, bao một phút trở lên là nó cháy á. Rồi một con ếch men. Mấy con này ly ông các bạn, có xe pin nè. À, nó lỡ sau này nó có hư gì các bạn thay thôi ha. Cái này về cũng thay sao pin này, nhưng mà một sale thì thay nó không có tốt bao nhiêu. Con này là 200 ngàn, có cục adapter 5V cho các bạn luôn, để mình chưa lấy sẵn đây. Nó sạc từ 5,5V đến 6V nè, thường mình sạc 5,5V rồi mình test dòng, mà cái dắt cắm nè, có dắt hết rồi mình sẽ cho luôn cục adapter. Mình đánh giá con Redman này nó tốt hơn mấy con Boss 36 một tí nha, về cái dàn mạch ít hư với lại cái đầu nó không có rơ nè. Thứ hai nhưng mà nó xài nói chung là như như con Boss 36 rồi, dở dở rồi. Nó hơn cái con Boss ở cái công tắc này, nó bền hơn. Công tắc này nó chỉ một cái lá inox đục như lá đồng thôi. Con này thì mình dặn để mình mang đi mình mở ra là chủ yếu các bạn. Đó, mở vậy nè, mở ốc nắp motor cái gì nhỏ nhỏ. Nặng quá nó làm cũng không nổi đâu. Mà nó không có, nó dở nhất là không có trượt nha. Các bạn cứ chú ý cái đó. Mình dặn vô mà cái đồ nhỏ nhỏ mình không chú ý á, mà nó không có trượt á, mình làm cái là nó hư luôn ốc luôn á, tuôn luôn ốc á. Số 10 bán 200 ngàn, có cục adapter 5V luôn. Cái này nó có sale pin li-ông à, sau này nó có hư dễ thay lắm. Rồi cái sạc dự phòng Sony hàng chính hãng, hàng nội địa luôn á, mà nó mấy anh China các bạn, Sony tất cả đồ nói chung mà mạch nó làm chuẩn lắm. 3.500 mAh, nhưng mà mình sạc được hơn một lần 2,6V, mình nghĩ nó còn khoảng 2.500 thôi. Mở luôn cho bạn coi nè.
vỏ nó bằng nhôm, một xe Libo nè, tại vì nó làm dẹp mỏng nó phải xe Libo Sony đàng hoàng ha. Thì nó cũng đát, nó cũng lâu rồi nè, nó báo pin nè, cái đèn này là báo, nó báo bấm một cái nó ra nguồn sạc nè, còn nó chớp một cái là nó gần hết pin rồi, sạc bằng cái sạc của đuôi Samsung nè, còn cắm này lấy cổng ra nè để sạc nè. Mình coi cái mạch mà nó chuẩn làm ngon lắm nha, đó mạch là linh kiện nè, đâu đó rõ ràng nè. Còn cái mạch của Trung Quốc nè, mạch Trung Quốc thấy làm hoành tráng, có đèn led rồi luôn nè, mà nhìn mạch thấy gớm không đó. Này bán thì chắc chủ yếu là anh chị nào thích xài cái mạch này thì lấy thôi, sau này mình lấy cái mạch này mình làm cái hộp khác mình xài ha. Nói chung mình có đồ rồi chứ không mình cũng giữ cái này xài. 130.000 chưa bao gồm phí ship. Lát mình đóng lại ngay ngắn là nó ship bằng keo lên rồi. Đó. Rồi cái này vô thôi. Mình tháo ra mình lấy cái đuôi ra trước, rồi mình rút ra mặt trước ra nha. Đó, cái đuôi này lát bóp vô là nó dính rồi, là không có tháo được nữa. Tháo ra tháo vô kỹ kỹ cái này. Thôi coi nha. Đó. Hết pin rồi đó, về sạc lại nè. Vỏ nhôm nằm mỏng lắm. Còn cục pin này đát nó lâu lắm rồi nè. Nên nói chung là pin 2012 tới giờ 7 năm rồi thì dung lượng chắc chắn là phải xuống thôi. Mình cũng đã có sạc test rồi, mình sạc đến điện thoại của mình đó. Điện thoại mình dung lượng ngàn mấy à, sạc được một lần thì nó còn khoảng đó đó, khoảng nửa dung lượng này đi ha, 3.500, mà một nửa thì còn khoảng 1.700 nữa ha, 1.700-2.000 gì đó. Ngay cái đèn báo đó nè, báo dung lượng là mình bấm lên cái nó hiện lên là mình biết dung lượng, còn chớp con cái là hết pin ha, còn chớp 2 lần 3 lần liên tục là đầy. Cắm vô thường nó không sạc, mình nhấn nút này nó cháy đèn xanh lên là nó cho nguồn ra các bạn, nó làm mạch an toàn lắm để nó không có chạm chập á mà. Rồi tiếp mã 12 là một cái vít Hitachi DMR 600 nha các bạn, 12V Hitachi. Nhưng mà đẹp á, nhưng mà để lâu quá dơ thôi, bụi bặm. Coi nè, coi kỹ vậy là đẹp ha, mình con này rửa lên là tuyệt vời. 600 mình bán với tình trạng vậy nha, test cho các bạn thôi, công vệ sinh. Chạy im à, im đầu không rơ tí nào á nè, nó rơ là rơ của cái bạc, nó phải có lỗ đắt nhẹ để nó chạy đó, vậy ngoài hình nó không tróc vậy đó. Cái này nó dính bụi dơ nè, vậy ai kỹ thì tắm một cái cho đẹp. Cái này hết pin này không có cháy. 650 tặng luôn cái vỏ pin này, ai lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Cái này nó cũng nặng lắm, nó cũng khó đóng nữa. Mã số 12 ngày 23/8 600. Rồi mình dọn cái này qua bên. Thì bánh xe đen mình về rất là nhiều các bạn. Còn nữa. Nó mấy bữa có bán rồi. Bộ này thì 180. Cái này nó dính bụi dơ thôi, có hai cái này lấy xài à, mình ở nhà là làm gì đó nghịch nghịch bỏ ra đi bán những cái chưa xài thôi. Chung bánh xe nè, cái này thì còn số lượng nha, ai cần thì mình lấy, và ai lấy số lượng thì báo mình để mình cho giá tốt tốt một chút. Còn ai mà mua mà gửi được bánh xe là nó nặng, mình ưu tiên ai muốn gửi Phương Trang thì mình gửi cho. Trưa mình chịu khó mình chạy ra bánh xe mình gửi cho các bạn. Cái này đặt 10 bộ 20 bộ gì có nha. Giá 180 bộ. Rồi gửi đến anh Trí test cái máy. Con này nó nhanh tua hơn con nãy, nó có 6 ly nè. Cơ
cơ cấu hoạt động nó y chang vậy, đè vô là nó đè vô nó chạy ngược ra. Rồi nó có cái chỉnh gì đây nè. Chờ, cái này cho anh Trí anh xem thôi. Con này nó công suất nó nhỏ hơn con nãy 200W rồi nha. Còn mình thì mình đó, mình thích cái hiệu Makita hơn, nói chung vậy thôi. Cái nhôm nó thì sơn bạc nó có tróc tróc rồi, nhưng mà sơn nhôm xịn không bị rỉ, không bị bái ha, nó rất là báo, nó bóng. Ở đây mình nhìn thẳng vô thấy cổ gốp nó láng lắm, không bị rổ gì hết á. Cái này ngoài đó chắc nó có đấu dây lại nè, dây nhiều, nhưng mà dây cũng là dây zin của bãi, mà thấy chắc có mở ốc ra đấu dây lại, nhìn thấy dấu mở ốc nè. Cái này ốc này là để đấu sợi dây điện nguồn thôi, không quan trọng. Cái con này kìa, rồi vậy bạn có mấy món thôi. Rồi, mình bán trên thức nhắn tin nha, nên là các bạn thông cảm nó thay đổi một tí. Cái nào bán rồi mình cập nhật với tiêu đề nha, cái nào mà anh chị nhắn trễ chút thì thông cảm cho mình, ví dụ